Hello mọi người nha. Hôm qua thì mình mới lên lương xong mọi người ạ. Và khoảng chừng một tuần trước thì mình đã được ký hợp đồng mới với công ty. Thì cái hợp đồng này là cái hợp đồng mà thông báo thay đổi tiền lương của mình thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu mà so với cái mức lương mà lúc mình ký hợp đồng vào khoảng 2 năm trước khi mà mình mới bắt đầu qua Nhật ấy, thì nó có những cái thay đổi như thế nào, và cụ thể là cái hợp đồng khi sang Nhật này đi làm nó bao gồm những cái mục như thế nào, thì mọi người hãy cùng tìm hiểu với mình trong video này nhé. Để mà được sang Nhật này làm việc, trước hết là mọi người phải đậu phỏng vấn cái đã. Sau khi mà mọi người đậu phỏng vấn, mọi người sẽ được cho ký một cái hợp đồng lao động có thực tập sinh kỹ năng. Thì cái hợp đồng này nó sẽ nêu rõ chi tiết những cái vấn đề như là thời gian làm việc, về vấn đề về tiền lương, vấn đề về nhà ở, vấn đề về lương thưởng. Vậy thì mọi người nên chú ý vào những cái mục gì sau đây, thì mọi người hãy cùng tìm hiểu với mình trong cái hợp đồng cho thực tập sinh này nha. Đây là cái hợp đồng mà lúc trước khi sang Nhật mình ký, thì mình ký cái hợp đồng này cách đây khoảng 2 năm rồi mọi người ạ. Và ở đây là cái hợp đồng này là cái hợp đồng thay đổi tiền lương mình mới ký vào một tuần trước. Và cái bảng lương mới nhất tháng này của mình mọi người ạ. Thì mình sẽ review cho mọi người coi là cái bảng lương mới nhất trong tháng này mình nhận được bao nhiêu tiền luôn nha. Và đây là cái hợp đồng lao động cho thực tập sinh kỹ năng của mình nè. Mọi người có thể thấy đây là tên của mình nó nằm ở đây. Và cái hợp đồng này mình ký vào năm 2019. Vào cái tháng 8 này là lúc mình vừa đậu phỏng vấn luôn nha mọi người. Trang bên này là cái bảng điều kiện lao động của mình. Thì công ty của mình là công ty Daihatsu DJ Rượu nè. Thời hạn lao động của mình thì từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 3 năm 2023 là sẽ kết thúc 3 năm. Thì mọi người tại sao nó lại là tháng 4 mà không phải kết thúc vào tháng 4? Vậy thì chưa tròn 3 năm à. Tại vì tháng 3 là mình đã sang Nhật rồi mọi người ạ. Và mình phải học 1 tháng ở nghiệp đoàn. Và tháng 4 mình mới về công ty, thì nó tính vào cái lúc mà mọi người vừa sang Nhật vào tháng mấy, thì đúng 3 năm sau thì mọi người sẽ về nước, là sẽ hết hợp đồng ấy. Ở đây là nội dung công việc yêu cầu nè. Là cái công việc chính của mình là gia công tinh, lắp ráp máy móc, nói chung là làm về những cái gia công cơ khí. Thời gian làm việc thì sáng từ 8 rưỡi đến chiều là 5 giờ chiều. Thì một ngày thì chỉ làm 7 giờ 45 phút thôi, chưa tới 8 tiếng đồng hồ nữa. Số giờ lao động quy định nè, một tháng thì mình làm khoảng 155 tiếng thôi. Và tổng số ngày đi làm trong một năm thì năm đầu tiên mình chỉ làm có 219 ngày thôi. Thì tại vì mình mất một tháng ở nghiệp đoàn á. Năm thứ hai thì 241 ngày, năm thứ ba thì 241 ngày. Lao động ngoài giờ quy định ở đây là tăng ca đó mọi người, là công ty có tăng ca nha, nhưng mà nhiều hay ít thì mình cũng không biết đâu. Số ngày nghỉ trong năm thì công ty mình nghỉ luôn cả lịch đỏ, nên là một năm mình nghỉ 124 ngày. Thì nếu như mà mọi người chia ra cho 12 tháng thì mỗi một tháng mình được nghỉ khoảng 10 ngày, thì coi như là một tháng mình đi làm chỉ có 20 ngày thôi, là cứ nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghỉ thứ bảy chủ nhật, và tháng nào cũng có nghỉ lễ hết nha. Về cái này là mình được nghỉ phép nè mọi người. Thì năm đầu tiên mình sẽ được nghỉ 10 ngày, năm thứ hai mình sẽ được nghỉ 11 ngày, và năm thứ ba mình sẽ được nghỉ 12 ngày. Tiếp theo là về vấn đề tiền lương, thì công ty mình là trả lương tháng nha mọi người. Vậy thì lương tháng với lương giờ khác nhau như thế nào? Lương tháng thì trong một tháng mọi người làm bao nhiêu ngày đều được nhận cái mức lương này hết. Mọi người làm nhiều thì mọi người cũng được nhận nhiêu đây, mà mọi người làm ít ngày thì mọi người cũng được nhận bao nhiêu đây. Ví dụ như là một tháng mọi người làm có 15 ngày thôi, mọi người nghỉ lễ, nghỉ thứ bảy chủ nhật hết 15 ngày, nghỉ Tết trong này kia ấy, thì mọi người vẫn nhận được cái mức lương là 14 man 2 sen này. Thì nó tầm bây giờ là tầm khoảng 28 triệu, hơn 28 triệu xíu. Còn nếu như mà mọi người làm lương giờ
hay là lương ngày? Nếu như làm lương ngày thì một tháng làm bao nhiêu ngày thì tính lương bao nhiêu đó. Lương giờ cũng vậy, thì làm bao nhiêu giờ thì tính lương bao nhiêu đó. Nếu như mà một tháng mọi người làm nhiều tiếng thì nó sẽ lương nó sẽ cao hơn, còn một tháng mọi người làm ít tiếng hơn thì lương nó sẽ thấp xuống, thế thôi. Về vấn đề tăng ca thì tăng ca nó sẽ cộng 25% tiền lương nữa nha. Mọi người làm vào ngày nghỉ, là ví dụ như làm vào thứ bảy chủ nhật ấy, thì nó được tăng tới 35% luôn nha. Ngày tính lương sẽ là từ 15 tháng này với 15 tới 15 tháng sau, và cái ngày trả lương là ngày 25 hàng tháng nha. Và hình thức là chuyển khoản ngân hàng thì từ lúc sang Nhật tới bây giờ là 2 năm rồi mọi người ạ. Mình chưa bao giờ bị trễ lương dù chỉ một ngày nha. Ok, sang trang tiếp theo. Về vấn đề tăng lương nè mọi người. Tăng lương ở đây nó ghi là không tăng lương nha. Thưởng cũng không có thưởng luôn. Trợ cấp thôi việc cũng không có trợ cấp thôi việc luôn. Chỉ có cái trợ cấp nghỉ chờ việc thôi. Là nếu như mà công ty không có việc làm, mà ví dụ như bị dịch corona mà cho mọi người nghỉ làm á, thì mọi người vẫn được nhận lương nha. Ok, thì những cái mục bảo hiểm ở đây mọi người ạ. Thì mỗi một năm mình sẽ ký cái hợp đồng này lại một lần. Tại vì cái mức lương cơ bản ở Nhật này á, mỗi một năm nó đều thay đổi, nên là đúng theo quy định thì mỗi năm mình phải ký hợp đồng lại một lần mọi người ạ. Còn đây là cái hợp đồng tiền lương của mình nè mọi người. Thì lúc đầu khi sang Nhật này á, là mình nhận được mức lương cơ bản là 14 man 2 sen. Nếu như tính ra lương giờ là 916 yên một giờ. Thì 14 man 2 sen này là khoảng 28 triệu hơn, và 916 yên một giờ này khoảng 180 ngàn một tiếng. Thì mức lương này là cũng trung bình thấp thôi mọi người, nó không cao đâu. Và ở dưới này là những cái khoản khấu trừ khi trả tiền lương nè. Tiền thuế thì ở đây nó ghi khoảng 1 sen 850 yên. Bảo hiểm xã hội thì khoảng gần 2 man, là gần 4 triệu á. Tiền nhà của mình thì gồm khoảng 2 triệu 8 tiền nhà. Và những cái bảo hiểm công ăn việc làm hay là tiền ăn này kia. Thì tiền ăn ở đây là công ty mình cho ăn cử trưa nha mọi người. Thì mình sẽ phải trả 30% của cái cử trưa đó. Ví dụ như cái cử trưa đó giá 100 ngàn, thì công ty nó sẽ hỗ trợ mình 70 ngàn và mình chỉ cần trả 30 ngàn thôi. Và tiền điện, tiền nước thì chỉ khoảng 1 sen 2 thôi mọi người à. Và cái khoản thực tế mà mình nhận lại là mỗi tháng đều đều vậy đó. Nói chung là tháng nào mình cũng sẽ nhận cái mức lương khoảng như thế này. Nó sẽ không ít hơn đâu mọi người ạ. Là khoảng 10 man tư. Thì 10 man tư chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi mọi người. Ok, thì đây là toàn bộ cái bảng lương lúc mình ký hợp đồng vào 2 năm trước. Còn đây là cái hợp đồng mình mới ký vào khoảng 1 tuần trước mọi người ạ. Thì ở đây mọi người thấy tên là Nguyễn Đức Huy, tại vì mình mượn cái hợp đồng của thằng bạn kế bên phòng mình mọi người ạ. Cái hợp đồng của mình thì mình bỏ trên công ty rồi mình quên mang về. Hôm nay thì sẵn review cho mọi người, nên là mình mượn cái hợp đồng của nó mình review cho mọi người xem thôi. Nói chung là y chang nhau thôi, nó không có khác gì đâu. Mức lương của mình trước khi thay đổi thì mình nhận được 14 anh tư, tức là nó đã tăng khoảng 2 sen so với cái mức lương mà mình ký vào lúc trước khi sang Nhật này, tức là năm ngoái mình đã được tăng 2 sen mọi người ạ. Thì bây giờ mình ký một cái hợp đồng mới này, nó được tăng thêm khoảng 3 sen mấy nữa nè, là tổng là mình nhận được 14 anh 8 sen. Thì ngày bắt đầu áp dụng là ngày 30 tháng 12. Nói chung là mình lãnh lương tháng 1 năm 2022 đầu năm nay á, là mức lương mình nó đã được tăng lên rồi nha. Thì đây là trang phía sau là vấn đề cụ thể nè mọi người. Thì lương cơ bản của mình được trả là lương tháng nha. Lương tháng ở đây là 14 man 8 sen, thì nó khoảng gần 15 man đi, nó gần 30 triệu. Nếu như tính theo lương giờ là được 953 yên mọi người ạ. Đây đây là những cái khoản khấu trừ.
Thì cũng đóng bảo hiểm xã hội, cũng đóng tiền thuế, cũng đóng tiền nhà, cũng đóng tiền điện, tiền nước. Và thực nhận của mình là mình nhận được khoảng 10 man 9 là chưa tính tăng ca nha. Đây là mức lương cơ bản thôi. Nói chung là mình một tháng mình làm nhiều hay ít đều nhận được cái mức lương khoảng 10 man 9 là khoảng 22 triệu mọi người ạ. Đã được tăng lên 1 triệu, hơn 1 triệu từ lúc trước khi sang Nhật này. Còn đây là cái bảng lương tháng 2 của mình nè. Mình mới được nhận lương hôm qua luôn. Thì ở đây, đây là tên của mình nè. Thì mình làm 21 ngày trong một tháng. Và tháng này thì mình được tăng ca 24 tiếng 25. Thì mình tăng ca 24 tiếng thì mình nhận được 2,8 mọi người ạ. Thì cộng luôn với tiền lương cơ bản, cộng luôn với tiền trợ cấp ăn uống. Cái lương 14,8 này thì mình đã được là cái mức lương mới của mình sau khi tăng rồi đấy. Thì nó trả thêm mình 3 sen của cái tháng 1 nữa. Tại vì mình ký hợp đồng mới vào tháng 12 năm ngoái thì bắt đầu tăng lương là vào tháng 1 năm 2022 rồi. Nhưng mà tháng 1 năm ngoái thì mình chưa được nhận cái mức lương mới này mọi người ạ. Nên là tháng này nó cộng vô cho mình luôn. Thì bên đây là tổng cái số tiền mình bị trừ về bảo hiểm sức khỏe nè, bảo hiểm y tế, bị trừ những cái khoản thuế, những cái khoản tiền ăn, tiền nhà, tiền điện thì nó trừ cho mình khoảng 4,8 mọi người ạ. 4,8 thì khoảng 9 triệu mấy á, 9 triệu mấy gần 10 triệu rồi. Thì tổng tiền lương nhận được của mình là 13 man 9. Là tháng mới nhất này của mình là mình nhận được 13 man 9 mọi người ạ. Tại vì tháng này mình tăng ca cũng khá là nhiều, khoảng chừng gần 25 tiếng. 13 man 9 này thì tính ra tiền Việt khoảng chừng 28 triệu nha. Vậy thì mình sẽ tính thử cho mọi người xem là mọi người làm lương tháng thì nó sẽ ok hơn hay là lương giờ nó sẽ ok hơn. Bây giờ mình sẽ tính cho mọi người xem là lương giờ thì một tháng nhận được khoảng bao nhiêu tiền, và nếu như giữa lương giờ và lương tháng thì làm cái nào ok hơn nha. Ok, lương giờ ở đây thì coi như một tháng mọi người làm 22 ngày công nè. Mọi người nhân cho 8 tiếng một ngày sẽ là 176 tiếng. Thì mọi người nhân cho 950 yên cho một tiếng thì một tháng mọi người nhận tiền lương cơ bản khoảng chừng 16 man 7 sen. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tính tiền lương tăng ca trên một tiếng nha. Thì một tiếng bình thường 950 yên, mọi người tăng ca sẽ được cộng thêm 25% nữa, tức là nhân cho 125 chia cho 100 thì mọi người sẽ được nhận 1 sen 187 yên trên một tiếng tăng ca. Thì ví dụ như mà một tháng mọi người tăng ca khoảng 25 tiếng nè, thì mọi người sẽ được nhận 2 man 9. 2 man 9 thì cộng với tiền lương cơ bản 16 man 7 sen nữa nè. Đó, thì khoảng 19 man 6. 19 man 6 ở đây là chưa trừ tiền thuế, chưa trừ tiền nhà, chưa trừ tiền điện nước này kia. Thì tùy theo công ty. Nói chung mình trừ trung bình khoảng chừng 4 5 man gì đó thôi. Thì mọi người trừ 5 man đi sẽ còn khoảng là 14 man 6 đúng không? 14 man 6 sen. Mọi người nhân cho 200 là tiền Việt á, tính là tiền Việt thì mọi người sẽ nhận được khoảng 29 triệu nha. Nói chung là mọi người làm tiền giờ á, làm lương giờ thì một tháng mọi người làm càng nhiều mọi người sẽ được nhận tiền càng nhiều, và ngược lại thì mọi người làm càng ít thì mọi người sẽ được nhận lương càng ít. Còn nếu như mọi người làm lương tháng á thì mọi người không cần biết là một tháng đó mọi người làm nhiều hay ít, mọi người đều nhận được cái mức lương cơ bản là bao nhiêu đó, sẽ cộng thêm tăng ca. Nhưng mà với lương tháng thì mọi người sẽ được nghỉ lịch đỏ, và khi nghỉ lịch đỏ thì mọi người cũng không có bị trừ lương nha. Còn nếu như mà mọi người làm lương giờ mà công ty có nghỉ lịch đỏ thì coi như là ở bên Nhật này ngày nghỉ rất là nhiều, thì nếu như mà nghỉ không đi làm thì mức lương nó cũng thấp mọi người ạ, nên là cũng hên xui thôi. Nếu như mà mọi người đi công ty mà về lương giờ mà công ty đó không nghỉ lịch đỏ và tăng ca nhiều thì tất nhiên là nó sẽ tiền lương mọi người nhận hàng tháng nó sẽ cao hơn mình rất nhiều. Còn mình là hưởng lương tháng và mình được nghỉ rất nhiều mọi người ạ.
nào mình cũng có ngày nghỉ hết. Cứ tới dịp Tết thì mình nghỉ khoảng một tuần, cứ tới tuần lễ vàng tháng 4, tháng 5 mình cũng được nghỉ khoảng tuần 10 bữa. Lễ hội bông tháng 8 thì mình cũng được nghỉ 10 bữa. Nói chung là nghỉ nhiều nhưng mà lương thấp, còn lương giờ thì nghỉ ít mới lương cao nha. Vậy thì chọn lương giờ hay là lương tháng thì hợp lý đây? Nói chung là cái nào cũng có điểm mạnh, cái nào cũng có điểm yếu của nó hết. Nếu như mà mọi người siêng năng làm việc, mọi người chỉ muốn đi làm trong 3 năm kiếm thật là nhiều tiền để về Việt Nam kinh doanh hay là xây nhà hay là trả nợ cái gì đó, thì mọi người mình khuyên mọi người lên chọn lương giờ nha. Tại vì lương giờ lúc nào nó cũng sẽ cao hơn lương tháng. Còn nếu như mà mọi người còn trẻ, mọi người dư dả thời gian một xíu, mọi người thích có những ngày nghỉ, mọi người thích đi chơi đây đó, thì mọi người có thể chọn những cái công việc lương tháng. Tại vì lương tháng sẽ được nghỉ lịch đỏ nhiều, nhưng mà nghỉ nhiều nhưng mà cũng nhận được lương. Nói chung là nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ rảnh rỗi thời gian hơn là so với lương giờ. Tại vì lương giờ là phải làm tăng nhiều, tăng ca nhiều thì mới lương cao. Còn lương tháng thì nó cứ trung bình vậy thôi, nó không có cao đâu, mà nói chung là nó cũng không thấp lắm. Ok, vậy còn điều gì thắc mắc thì mọi người hãy comment bên dưới video nha. Và mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.